Dạ rồi, xin thân ái kính chào toàn thể của cô chú và anh chị gần xa yêu thích mai vàng và đam mê sưu tầm bonsai cây kiểng trên cả nước à. Rồi hôm nay thì kênh Mai Vàng Bến Tre tiếp tục ghé vùng của chị Thủy để chị Thủy quay giao lưu với cô chú anh chị gần xa mình một số cây mai dẻo nhung, dẻo thơm, dẻo indo cho cô chú anh chị mình mua về cho Tết năm 2023 ha. Thì đa phần những cây mai này là ghép được nói chung là 4 mùa rưỡi, 5 mùa đến 5 mùa rưỡi, 6 mùa của chú anh chị ha. Đó, thì cô chú anh chị mình vào xem cây nào được ưng ý thì ủng hộ dùm chị Thủy ha. Thì giá cũng hữu nghị lắm cô chú anh chị, mà cô chú anh chị mình vào xem ủng hộ nha. Rồi không làm mất thời gian nữa, mình giờ gặp luôn bà chủ để bà chủ chào giới thiệu và giao lưu nha. Rồi bà chủ ơi, hôm nay tới kênh thì em cũng xin chào cô chú bác anh chị em gần xa đã yêu thích mai vàng trên cả nước ha. Thì hôm nay tới lại kênh thì em giao lưu với cô chú anh chị em mình một lô mai già mùa để mà mình chơi Tết năm 2022-23 nha cô chú anh chị. Rồi. Đầu tiên hôm nay thì em xin giao lưu với cô chú anh chị em mình mà một cây dẻo nhung ha, là mã 70B nha cô chú anh chị. Rồi mã 70B cô chú anh chị. 70B là một cây dẻo nhung ha, một cây dẻo nhung 4 mùa. Liền thân liền cốt và cây rất là khỏe, rất là ok, bộ đế đẹp. Bộ đế thú luôn cô chú anh chị ha. Đó, liền cốt 100% cô chú anh chị ha. Rồi cho xin thông số đồng bà chủ ơi. Dạ hoành thân được 12 nha cô chú anh chị. Rồi. Dạ cái củ của nó, cái hình thú của nó là được 23 rưỡi nha cô chú anh chị. Rồi. Dạ chiều cao là 50. Dạ tán ngang là 59. Rồi. Dạ rồi một cây này thì em cũng xin giao lưu với cô chú anh chị em gần xa mình là giá chỉ 800 ngàn nha cô chú anh chị. Rồi 800 ngàn bao phí vận chuyển ha. Rồi 800 là em bao phí vận chuyển cho cô chú anh chị em gần xa mình ạ. À. Rồi tiếp theo cây mã số 71B. Nút nụ ngon lành của chú anh chị ha. Đó. Này là tàn là bộ đế đẹp không nha cô chú anh chị. Bộ đế thú ngồi là cô chú anh chị, hai chân trước là cô chú anh chị ha. Đó. Thú quá con thú quá là đẹp luôn cô chú anh chị. Có đuôi hoành thân luôn được 12 nha cô chú anh chị. Cái chân bỏ lên trước ngồi nè cô chú anh chị. Rất là đẹp nha. Đó. Cái củ con thú được 26 nha cô chú anh chị. Nụ ngon lành nha cô chú anh chị mình. Rồi. Dạ chiều cao là 59. Rồi. Dạ tán ngang là 57. Rồi. Dạ rồi một cây dẻo thơm mà năm 71 này thì em cũng giao lưu với cô chú anh chị em gần xa mình là giá chỉ là 750 ngàn nha. Rồi 750 ha. Rồi đổi cây. Rồi tiếp theo cây mã số 72B. Rồi cái này nốt thụ đồ ngon lành nha cô chú anh chị. Nguyên cái củ nè cô chú anh chị ha. Ừ. Cái lô này là bộ đế rất là đẹp nha cô chú anh chị em, này ai có nhu cầu để trồng vườn thả vườn được là rất là ok luôn, rất là đẹp. Cái lô này thì nói chung em cũng không có nhiều, em chỉ được có 50 cây thôi. Thì nếu cô chú anh chị em nào mình thích ta muốn thả vườn thì alo với em ha. Hoành thân chỉ được 9 nha cô chú anh chị. Rồi. Dạ còn cái hình thú của nó là mình được 25 rưỡi, em tính 25 ạ. Dạ chiều cao là mình được 65 ạ. Dạ tán ngang là mình được 55 ạ. Rồi. Dạ rồi một cây này thì em cũng giao lưu với cô chú anh chị em gần xa mình là 750 nha cô chú anh chị. Rồi mình đổi cây ha. Rồi cây mã số 70 ạ. 72 vừa rồi là cây dẻo thơm ha cô chú anh chị. Cây mã 72 là cây dẻo thơm ha, em quên nói ra báo ra tên cho cô chú anh chị luôn. Còn cây 73 này là cây dẻo nhung nha cô chú anh chị. Rồi mã số 73 cô chú anh chị ha, một cây dẻo nhung tàn khá lớn cô chú anh chị ha. Rồi, lá dày dặn nhìn đảo cô chú anh chị, củ đế ngon lành nha cô chú anh chị. Nói chung là hàng này là hàng củ đế ok không ha. Rồi, đó thông số luôn bà chủ ơi. Dạ hoành thân là được 10 rưỡi, em tính 10 nha. Rồi, cái hoành nó toàn chục ghép nha cô chú anh chị, chứ hoành thân ở dưới này là ngay đây nè cô chú anh chị ha. Cái đó là cái chục ghép ha. Mà tại vì em đo em giống dây nè, gió nó thổi ngã là quá nên em giống dây lại. Dạ còn cái hoành cũ nó là mình được 24 nha cô chú anh chị. Rồi. Cái này tàn khá lớn cô chú anh chị, rất lớn luôn chứ hơi khá nữa cô chú anh chị ha. Rất. Chiều cao là 80. Rồi trên thị trường bây giờ hiếm cái loại cỡ này, được có được cái loại cỡ này lắm cô chú anh chị mình nha. Dạ, tán ngang là 71. Rồi. Rồi một cây này thì em cũng xin giao lưu với cô chú anh chị em gần xa mình là giá chỉ 800 ngàn thôi nha cô chú anh chị. Rồi mình đổi cây ha. Rồi tiếp theo cây mã số 74B.
rồi nốt nụ được ngon lành cô chú anh chị ha. Hàng này thì cô chú anh chị em mình là khỏi lo về nốt nụ. Nút nụ rồi rất là chuẩn, tại vì cây quá chừng vàng. Giữ vàng cái củ luôn cô chú anh chị. Hoành thân là được 12 nha cô chú anh chị. Nút nụ ngon nha, tàn đều đẹp luôn cô chú anh chị. Dạ, hoành củ là được 22. Rồi. Cây này tàn thông quá chừng đẹp luôn. Chiều cao là được 69. Rồi. Tán ngang là 63. Rồi. Dạ rồi, một cây này thì em cũng xin giao lưu với cô chú anh chị em gần xa, mình giá cũng chỉ 800 ngàn thôi nha. Rồi, mình đổi cây luôn ha. Rồi, tiếp theo cây mã số 75 phải không? 75. 75B. Nút nụ ngon lành cô chú anh chị ha. Rồi, củ đế nè cô chú anh chị ha. Dòm ha. Rồi, nguyên cái củ đó cô chú anh chị, rất là đẹp luôn cô chú anh chị ơi. Nó như con thú đang ngồi ha, quảnh cái đít lên rất là đẹp nha. Rồi, thông số luôn bà chú ơi. Cây này giống gì bà chú? Cây này là một cây cây giả thơ mình nha cô chú anh chị. Dạ, hoành thân là được 14 ạ. Rồi. Hoành nữa củ tròn nó là mình được 23 nha. Rồi, nốt nụ đồ ngon lành cô chú anh chị mình. Chiều cao là 51 ạ. Rồi. Tán ngang là 49 ạ. Rồi. Rồi, một cây này thì em cũng xin giao lưu với cô chú anh chị em gần xa mình là giá chỉ 700 ngàn thôi nha cô chú anh chị. Rồi, mình đổi cây ha. Rồi, tiếp theo mã số 76B cô chú anh chị. 76B đây là cây cây giảo nhung nha cô chú anh chị. Rồi, cái này tàn cũng khá luôn cô chú anh chị, củ đế rất là đẹp luôn cô chú anh chị nha. Nguyên cái củ đế nhìn rất là đẹp nha cô chú anh chị. Cái lô này mà cô chú anh chị em mình ai có nhu cầu mà mình trồng thà vườn thả tòng đất là rất là ok luôn nha. Vì bộ đế rất là đẹp luôn. Hoành thân được 10 ạ. Rồi. Hoành củ được 24,5 ạ. Rồi, nút nụ đồ ngon lành luôn cô chú anh chị mình ơi. Chiều cao là 52 ạ. Rồi. Tán ngang là 55 ạ. Rồi. Rồi, một cây này thì em xin giao lưu với cô chú anh chị em gần xa mình là giá 750 ngàn nha cô chú anh chị. Rồi, mình đổi cây ha. Rồi, tiếp theo cây mã số 77B. 77B là tiếp theo là một cây giáo nhung nữa nha cô chú anh chị. Rồi. Cây này tàn cũng khá luôn cô chú anh chị ha, nút nụ nè, ngon lành luôn cô chú anh chị. Nụ quá trời nụ luôn cô chú anh chị. Cái củ nó y như một con rùa bò tới luôn, đã lắm. Đẹp rồi, hết sức đẹp luôn. Mình như con rùa rất là đẹp luôn cô chú anh chị ha nè. Rất là đẹp cực kỳ luôn. Rồi, rất là đẹp luôn cô chú anh chị. Thông số luôn bà chủ ơi. Dạ, hoành thân được 11 ạ. Dạ, hoành là 11 ha. Hoành cái củ là được 21 ạ. Rồi. Chiều cao là 63. Tán ngang là 61. Rồi. Rồi, một cây này thì em cũng xin giao lưu với cô chú anh chị em gần xa mình là giá cũng 700 nha cô chú anh chị. Rồi, 700 ngàn. Đổi cây. Rồi, tiếp theo cây mã số 70A. 78B. 8B. Rồi, một cây quá đẹp luôn cô chú anh chị, cái tàn ha, tự tàn. 78B thì một cây này là cây dẻo dẻo thơm nha cô chú anh chị. Nụ đầu cũng ngon cô chú anh chị ha. Nụ dẻo thơm thì nó hơi nhọn hơn dẻo nhung tí xíu cô chú anh chị mình nhìn ha. Rồi, nguyên cái củ cô chú anh chị ha. Nói chung là cái này thì em tại em không có nuôi tàn mà em nuôi bộ củ ha. Nên bộ củ nó rất là ok cô chú anh chị em mình mua về chơi là rất là đẹp luôn. Hoành thân tại điểm này là được có 10 nha cô chú anh chị. Rồi. Còn hoành cái củ nó là mình được 25 nha cô chú anh chị. Rồi, cái này tàn khá. Cái củ này okay thì em đo là em chỉ đo dòng đây chứ chưa hết bộ rễ nha. Rồi. Chiều cao là được 60. Rồi. Tán ngang là 58. Rồi. Rồi, một cây này thì em cũng xin giao lưu với cô chú anh chị em gần xa mình là giá chỉ 750 thôi nha cô chú anh chị. Rồi, 750 là giá em đã bao ship nha cô chú anh chị em mình mua về. Cái cây mà mua 4 năm mua như vậy thì nói chung giá có 750 hoặc 800 ngàn, giá rất là ưu đãi luôn. Vì thân thuốc cũng mắc lắm, mong cô chú anh chị em mình cũng thông cảm, đừng có nói mắc rẻ tội nghiệp em nha. Rồi, đổi cây. Rồi, tiếp theo cây mã số 79B. Dạ, tiếp theo cây mã 79B là một cây giảo thơm nha cô chú anh chị. Cái này tàn cũng khá luôn cô chú anh chị mình ơi.
Đó, cô chú anh chị em mình thấy cái cũ cũng giữ dằn cái cũ nha cô chú liền anh chị. Thân liền cốt mà già giá cũng đẹp mà cây cũng đẹp luôn cô chú anh chị ơi. Nguyên cái cũ như con gì đang ngồi nè cô chú anh chị, cái đùi nó nè ha, nguyên hình cái đùi luôn cô chú anh chị ha, cái giò nhỏ nè ha. Đó, nói chung mình cất lên cô chú anh chị rất là đẹp cô chú anh chị. Cái dạng này là em chưa đưa đế lên ha, cô chú anh chị em mình về đưa đế lên thì rất là ok. Rồi. Bữa nay thì em bị tắc tiếng, em nói chuyện không có rõ lắm, mong cô chú anh chị em mình cũng thông cảm cho em nha. Hoành thân tại điểm ngay đây là mình được 14 nè cô chú anh chị. Rồi, hoành 14 ha. Một cái củ tròn nằm ở dưới đây là mình được 22 nha cô chú anh chị. Rồi. Chiều cao là mình được 81. Tán ngang là mình được 63. Rồi. Rồi một cây này thì em cũng xin giao lưu với cô chú anh chị em gần xa mình là giá chỉ 800 ngàn nha. Giá này là giá của cô chú anh chị em mình, chỉ có mấy trăm ngàn thôi là cô chú anh chị em mình đã được một cây mai để về mình chơi Tết năm 2023. Và tổ bông rất là đẹp vì mai cây rất là già, rất chuẩn hơn cô chú anh chị. Rồi. Rồi thì em cũng chân thành cảm ơn cô chú bác anh chị em gần xa đã yêu thương và ủng hộ và đã xem hết clip ha. Thì em mong cô chú bác anh chị em mình cũng thương yêu và ủng hộ cho em nữa nha. Rồi em nhắc lại số điện thoại của mình là số điện thoại của em là 0348322142 nha cô chú anh chị. Rồi em cũng thay mặt cho kênh cũng như chị Thủy cảm ơn cô chú anh chị đã theo dõi hết clip và ủng hộ cho chị Thủy trong cái clip trước cũng như là clip này ạ. Cảm ơn cô chú anh chị mình ha, vào xem hết cho em xin một like và đăng ký kênh ha, để khi kênh ra video mới của chú anh chị mình nhận được thông báo để vào xem sớm nhất nha. Nói xin chào và hẹn gặp lại của cô chú anh chị mình ạ.